ca sĩ Thu Minh, không thể phản bội giá trị bản thân. Vài năm gần đây, chị sống chủ yếu ở Singapore, chỉ thỉnh thoảng về nước tham gia vài dự án cá nhân và các chương trình lớn. Với chị, việc đi lại giữa hai nước có bất tiện gì cho công việc hiện tại? Ở Việt Nam chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Nên tôi vẫn thường xuyên về diễn, cũng như có nhận show lưu diễn ở nhiều nước khác. Khi tôi ở Singapore thì tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng không quá nhiều vì thời nay làm việc, trao đổi qua Internet cũng dễ, và cái tôi được nhiều hơn mất. Bây giờ tôi sống không phải cho một mình tôi nữa, mà còn có con, chồng, thì việc ở Singapore là một lựa chọn tốt cho cả ba thành viên trong gia đình, để không xáo trộn. Con trai tôi nay cũng 9 tuổi, đã học quen ở Singapore mấy năm nay rồi. Vậy chị có phải nỗ lực nhiều hơn để duy trì sự nghiệp ca hát ở Việt Nam? Tôi không dùng cụm từ cần phải nỗ lực nữa, mà là tôi sẽ chơi với ca hát để cuộc sống vui hơn. Tôi thích dự án nào thì sẽ làm cái đó. Giờ hát mà nỗ lực nhiều quá ở giọng hát, người ta lại bảo ố uề, làm quá. Thời buổi này, người ta đâu có thích nghe giọng theo kiểu trưng trổ quản, âm vực, kỹ thuật, tròn vành rõ chữ như xưa, vì nghe như vậy người ta thấy mệt. Khán giả giờ thích nghe kiểu cảm xúc, thủ thỉ tâm tình, không cần hơi hám gì nhiều. Mình hiểu hết thị trường, nhưng khổ nổi, hát như thế thì giống như là phản bội chính bản thân mình. Tôi suy ngẫm nhiều lắm chứ. Chính vì thế, tôi nghĩ mình cứ vẫn phải là mình, dù cũng đã tự tiết chế, cân bằng mọi thứ để hợp trend hơn. Mỗi bài chỉ tung kỹ năng một chút thôi. Mình phải hiểu mỗi thời điểm, mỗi thập niên sẽ là một xu hướng khác nhau. Nhưng tất nhiên, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm những người, những chương trình có cùng khẩu vị với mình, để mình xuất hiện hát ở những nơi mà mình có giá trị. Đúng với giá trị của mình, tôi mong muốn giữ được phong độ và đam mê của mình để được đứng trên sân khấu càng lâu càng tốt. Nhưng không có nghĩa là tôi phải nỗ lực một cách quá căng thẳng. Tôi không cần phải chứng minh, chứng tỏ cái gì với ai nữa sau gần 30 năm làm nghề. Vì thực lực Thu Minh ra sao ai cũng đã biết rồi, cười. Nhưng nhiều người vẫn nghĩ là Thu Minh vẫn còn máu lửa, năng lượng vẫn dữ dội, và còn thích chứng tỏ khả năng vượt trội của mình lắm. Năng lượng dữ dội không có nghĩa là phải đi đôi với năng lượng chứng minh. Tôi có năng lượng dữ dội vì cá tính và bản chất con người tôi là như thế. Tôi luôn nhiệt tình, nhiệt huyết trong mọi việc. Khi mình càng thêm tuổi thì lại càng thấy trân trọng cuộc sống này hơn, và nghĩ bản thân phải hết mình hơn khi năng lượng vẫn còn nhiều. Bởi rõ ràng con đường mình đi, nó đã ngắn hơn con đường của các bạn trẻ, thế hệ đàn em bây giờ rồi. Chính vì thế, tôi thấy rằng với những gì mình đã đi qua, đã có những kinh nghiệm, niềm vui, nỗi buồn hoặc là những thành công, đỉnh vinh quang, thì dùng từ nỗ lực ở khoảng thời gian trước sẽ đúng hơn là hiện tại. Tôi đã qua thời phải cố gắng vươn lên để tạo dựng vị trí, tên tuổi. Giờ tôi chỉ cần enjoy để thưởng thức một cách nhẹ nhàng, ổn định trên con đường làm nghề thôi. Chỉ có nói kế hoạch năm nay sẽ ra mắt một album thật mới mẻ để gây bất ngờ cho mọi người. Vậy thì hướng và màu sắc nó sẽ như thế nào? Cho tôi xin giữ bí mật trước khi tung ra nhé. Mà nói thiệt, ý tưởng thì nhiều nhưng tôi vẫn đang tìm cộng sự trẻ, giỏi nghề, phù hợp với tôi để cùng thực hiện. Tôi đang đợi một cái duyên tiếp theo trong nghề, như Nguyễn Hải Phong. Võ Thiện Thanh đã từng đến với tôi, tạo nên những bước đột phá với cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cả chính họ lẫn tôi. Qua các bản nhạc dancer không thể quên như Thiên Đàng, Chuông Gió, Bóng Mây Qua Thềm, Đường Công, Bay, Taxi. Chỉ tìm duyên mới chứ không nghĩ là sẽ có sự tái hợp với hai cộng sự trước. Lúc trước, tôi cũng có ý định làm lại với hai producer, nhà sản xuất kỳ cựu vô cùng tài năng này. Nhưng hình như tôi thấy chúng tôi đã đạt được hầu hết vinh quang cùng nhau rồi. Hiện mỗi người đã có một bước tiến, nhánh rẽ khác trong sự nghiệp. Đường hướng của tôi bây giờ là muốn có sự cộng hưởng của hai thế hệ nên sẽ tìm đến những bạn trẻ. Sự cộng hưởng này sẽ hay hơn là chỉ một thế hệ chơi với nhau, và tôi muốn kéo gần khoảng cách giữa hai thế hệ. Bây giờ, các producer trẻ đang cầm trịch cuộc chơi,
mình cũng nên lắng nghe để hiểu rõ những gì đang xảy ra trên thị trường âm nhạc. Một ca sĩ kỳ cựu như chị làm thế nào để có thể nắm bắt được thời thế hiện tại nhằm hòa nhịp cùng thị trường âm nhạc đang xuất hiện nhiều gương mặt trẻ? 3 năm qua, tôi dò dẫm và tìm hiểu thị trường, cũng giống như đi học hỏi và cập nhật. Đó là mục tiêu chính của tôi. Nhưng tôi chỉ dùng từ chơi thôi. Tôi chơi để thử xem tư duy của mình còn nhạy bén không. Khi làm series cover những bài nhạc mới của Hoàng Thùy Linh, Mỹ Tâm, tôi hợp tác cùng các bạn sản xuất trẻ. Chúng tôi bổ trợ, bảo ban nhau, các em cũng kìm hãm cái tôi của tôi lại để giúp bài hát khác đi. Hát theo kiểu hợp nhịp sống giới trẻ Gen Z, nhưng vẫn có nét riêng của mình. Rất vui là khán giả đón nhận nồng nhiệt. Tôi cũng đã tự sản xuất chương trình Muser Ít, xin chat show với 15 tập phát sóng trên YouTube vào năm ngoái, hát chung với 15 khách mời. Đa số trong đó là các em Gen Z làm nhạc, gồm Nu Phước Thịnh, Trúc Nhân, Eric, Trung Quân Idol, Võ Hà Trâm, Thảo Trang, Hoàng Dũng, Trọng Hiếu, Mira Trần, Miu Amazing, Sophia, Ali Hoàng Dương, Facebook Boy. Tôi tin dù ở thế hệ, thời điểm nào đi chăng nữa, điều đầu tiên khi hợp tác cùng nhau là phải có chất nghệ, người nghệ sĩ phải có cá tính. Cái tôi, màu sắc riêng, và khi mạnh thì sẽ tự động hút nhau, sẽ có tiếng nói chung với nhau để tạo ra sự cộng hưởng. Sau show này, tôi đang rất tự tin và sung sức để làm nhiều dự án âm nhạc mới, chỉ đợi người có duyên tới để bắt tay vào việc luôn. Tôi có hai thời kỳ, lúc trẻ mới vào nghề như các bạn bây giờ thì luôn bảo vệ cái tôi của mình, sau này nổi tiếng thì áp đặt luôn ý kiến của mình cho cộng sự. Nhưng giờ tất cả đã qua rồi, và đây là thời kỳ thứ ba, thời kỳ hiện tại, tôi đang muốn cộng hưởng cái tôi của những cá nhân xuất sắc. Không khoảng cách với nhau, bằng sự chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi cùng nhau. Thu Minh sẽ hòa tan hay hòa nhập khi bắt tay với các bạn trẻ. Tôi hòa nhập chứ làm gì có chuyện hòa tan. Âm nhạc dù có thay đổi ở thời kỳ nào, dù kỹ thuật công nghệ, trào lưu kiểu gì đi chăng nữa, thì cuối cùng yếu tố cảm xúc vẫn là trên hết. Nên hợp tác với ai tôi cũng chỉ mong đem lại cho khán giả điều này. Sự lôi cuốn các giác quan của con người từ bài hát đó ngay từ giây phút đầu tiên rất quan trọng. Một bài hát hay, một ca sĩ giỏi phải làm được điều này. Tôi nhận ra cái riêng nhất và là thế mạnh của mình sẽ khác với ca sĩ khác một chút. Đó là tôi không ủy mị được. Tất cả những bài hát dù tình cỡ nào, hoặc bài hát có đau buồn cách mấy, thì qua giọng hát và cách thể hiện của tôi, bài hát đó vẫn đem đến một năng lượng vươn lên, đầy bốc cháy, không để lại nỗi buồn tiêu cực hay tự kỷ cho người nghe. Đó là chủ ý của tôi trong âm nhạc, năng lượng trong trái tim tôi là như vậy thì sẽ hát ra như thế. Dù tôi có buồn hay đau khổ, thất vọng trong cuộc sống thì tận sâu trong con người tôi vẫn luôn là nguồn năng lượng tích cực dồi dào đó. Với tuổi tác này, làm gì có chuyện lúc nào tôi cũng đùng đùng trên sân khấu mãi được. Nhưng ở thời điểm này và qua chương trình Hoyo Super Fest 2023 thuộc khuôn khổ Liên hoan âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần 3 vừa qua, tôi thấy phong độ mình vẫn tốt. Tôi hát bản hit ballad Yêu Mình Anh vẫn chơi tốt quãng giọng từ thấp tới cao, và trong vòng 45 phút nhạc sôi động non-stop, tôi hát vẫn tốt, không đuối sức. Đó là hình ảnh đầy năng lượng mà tôi muốn khán giả động lại mãi ở Thu Minh. Thực sự chị mong muốn khán giả nhìn nhận Thu Minh như kiểu của Thu Minh trước giờ, hay là một ca sĩ luôn đổi mới, cập nhật xu hướng. Người ta không tốn công xây dựng nên một tượng đài cho chính bản thân mình để rồi tự đập phá nó đi, đúng không? Khán giả chỉ gọi một mình tôi là nữ hoàng nhạc dancer, và tôi muốn gìn giữ vị thế này ở nhạc Việt. Để giữ vóc dáng và sự nhanh nhẹn với dòng nhạc dancer, tôi phải tập luyện thể lực và duy trì có kỷ luật chế độ ăn uống nghiêm ngặt chứ không phải thả mình cho những thú vui. Tôi không phải là người nhảy giỏi nhất, nhưng có giọng hát nhạc dancer phù hợp và cháy nhất. Dù ra sân khấu không có vũ đoàn, một mình tôi vẫn truyền lửa, vẫn cân được màn trình diễn sôi động với sự hưởng ứng của đông đảo khán giả. Khó lắm mới xây được như vậy, nên tôi vẫn giữ chất riêng của mình và sẽ cập nhật xu hướng hiện đại, mới mẻ hơn. Tôi hãnh diện khi vẫn đa dạng, được khán giả yêu thích với những bài ca cách mạng hào hùng, hay nhạc tình xưa, nhạc trẻ ballad, và nhất là ở những bản nhạc dancer sôi động được xem là ca khúc quốc dân ai cũng hát theo được như bay.
đường cong. Tại sao chị không làm một live show sở trường nhạc dancer cho mình trong thời gian tới? Chị nghĩ mình còn thiếu gì ở lúc này? Hay điều kiện kinh tế chung hiện làm show là không khả thi? Do tôi không thích và không có nhu cầu. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thích làm live show để chứng tỏ đẳng cấp hay tìm kiếm cái gọi là live show để đời cho mình. Nếu có làm một live show chỉ để hát cho thật đã, cháy thật sướng với những màn live cùng band nhạc thì có khi tôi lại thấy thuyết phục hơn. Như kiểu trình diễn tại show Hojo vừa rồi, chỉ với một bộ đồ diễn, hát cùng với ban nhạc đúng nghĩa, chất, nghệ, cháy trên sân khấu không chút màu mè. Tôi sợ làm live show mà phải chuẩn bị đủ thứ theo đường dây kịch bản, liên tục thay đồ, phải có chiêu trò, nhảy thuộc bài từng động tác theo vũ đoàn mấy chục người trên sân khấu. Nghệ sĩ làm show khổ lắm, lo toan đủ thứ. Mà tôi thì chỉ muốn hát. Nếu bầu show hay chương trình, show truyền hình nào đứng ra lo hết mọi khâu tổ chức thì Thu Minh có thể chơi liền để hát bằng tất cả trái tim và cảm xúc của mình. Vậy một ca sĩ tưởng chừng rất thời trang, hợp thời như Thu Minh, nhưng bản chất chị vẫn chỉ muốn theo trường phái thực lực. Luôn là như vậy. Bởi vì sao? Khi ai chọn làm nghề nào cũng có một chân lý sống, theo đuổi điều mà mình mong muốn cho tâm hồn của mình. Tất nhiên, trong cuộc sống nhiều biến thiên này, sẽ xảy ra những thứ khiến mình thấy rằng mình được hạnh phúc hay bị vùi dập và từ đó có thể sẽ thay đổi những chính kiến, mộng ước của mình so với lúc đầu. Nhưng về căn bản, nền tảng mong muốn thì vẫn ở đó. Với nghề của tôi, hát thì bắt buộc phải có thực lực rồi. Dù thời đại công nghệ chỉnh giọng, nhìn, trình diễn nhiều hơn nghe, với tôi, một ca sĩ hơn nhau trong nghề và được trân trọng vẫn là phải hát thật tốt trước khán giả. Không thể khác được. Điều tôi lo ngại hiện nay là giữa thời buổi âm nhạc, phát sờ phút, phương thức sản xuất, phát hành MV dễ dàng hơn trước với nhiều mạng xã hội lan tỏa. Ai ai cũng chạy theo thịnh hành nhất thời, khiến tuổi thọ của ca khúc trôi qua nhanh quá. Thế nên, tôi nghĩ mình cần phải làm nhạc nghiêm túc, chất lượng và có giá trị hơn để âm nhạc, ca khúc có thể động lại lâu và tồn tại được với thời gian. Hiện tại game show như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng ngay mùa đầu chị đã không nhận lời. Làm live show cũng không mong, vậy chị muốn điều gì nữa, hay có dự định gì trên con đường tiếp tục đi theo nghề này? Tôi chỉ nghĩ mình đã qua giai đoạn thi thố ở một chương trình nào đó. Còn live show, tôi vẫn muốn làm, và chắc chắn sẽ có ngày đó nếu đủ duyên gặp được ekip sáng tạo ra album mới xuất sắc. Khiến tôi khao khát muốn quảng bá, giới thiệu sản phẩm, ca khúc hay đến với đông đảo công chúng. Như trước đây, tôi đã chuẩn bị gần xong dự án live show Diva. Đùng một cái Covid-19 ập đến khiến mọi thứ gãy hết. Giờ ý tưởng đó ai cũng biết hết rồi, và cũng qua thời điểm. Nên tôi không thể làm lại. Mọi thứ nói trước bước không qua, nên tôi chỉ cần hiện tại được hát trong những chương trình có khán giả máu lửa, nhiệt huyết, mình thỏa mãn đam mê, cháy hết mình giống như kiểu Hojo thì tôi hạnh phúc lắm rồi.